Tao xin lỗi. Yeah. Con trâu. Đang đi vô vườn dâu. Nè nó vườn ổi kìa. À, phải mà vô ngay vườn vú sữa, cái mùi vú sữa vô vườn sữa ăn lòi vậy. Ổi nó bọc lại trên. Ừ. Xài sâu quá. Không bọc nó bây giờ là dội. Không vô vườn vú sữa là ăn lòi á, ăn cỡ vú sữa ăn nhiều rồi được. Mỗi cái thì giá khác. Ờ. Này cái này cái trên dây. Ờ cái trên dây kìa. Hai trái cây. Quý khách phải trả 100 nghìn đồng trên trái mà nó bôi bỏ số lượng với số công còn không nè. Tại giờ có trái gì đâu mà vẽ. Không đâu đâu, 100 nghìn mà nó bôi bỏ. Không, tại nó rớt á. Nó bôi bỏ rồi. Không phải nó rớt á. Nó bị leo quá. Mít nè. Ờ, chỗ này nó tới 30 ngàn người à. Mà có trái gì đâu, có ăn, cho trái gì ăn không? Thì dâu bà thôi vô chứ. À, không có. Ở ngoài có 15 ngàn vô đây 30. Kìa, nó dâu đó, nhìn thấy đó. Trái này lùm đó nè. Bây giờ mình vô không hề có ai giữ đâu. Sao đâu, vô này vô được, bên kia khác. Không, mà chỗ này nó không có chùm nhiều. Không có vô. Ủa vậy hả? Chụp cái rồi đi ơi. Không, mà cái này nó ít xin trái. Hả? Ừ. Nó chưa trái. Ủa, bán vé vô cửa rồi, đây vô mua vé tiếp tục nữa hả? Ở đây khỏi vô khỏi. Vườn dâu 30 ngàn, vườn ổi 20 ngàn. Bô, bô chín không? Mà đi ngồi chín mua văn, đủ quá. Ủa đợi tụi đợi, đợi tụ lan chung hay là mấy nay nó ăn riêng? Ai biết đâu mà. Chắc tụ lan chung chứ. À, hả? Dạ, chim cho mùa này trái nó nhí còn nó có